Chuyên Linh và Ngọc Triều xin thân ái kính chào quý khán thính giả Huấn Viên TV. Đây là bản tin buổi chiều của chúng tôi, chiều ngày thứ ba trong tuần. Chào Chuyên Linh. Tái ngộ khán giả Huấn Viên TV, tái ngộ anh Triều. Anh Triều khỏe không? Hôm nay Chuyên Linh yêu đời lắm thưa quý vị. Vô là hát ai gõ cửa cháy tim xong rồi. Bây giờ xoắn tóc để lại. Trong lúc mà ngồi chờ cameraman Đình Vinh chuẩn bị bản tin thì mấy anh em cũng... nghêu ngao chút xíu cái bài gõ cửa mà chưa đi hát, cái anh chịu đánh đàn bằng miệng hay lắm quý vị. Bolero làm lại một câu nha. Chắc chắc thôi, cái này thì điều này ai cũng biết, cái melody này dễ lắm. Chắc chùm, ai cũng biết mình mà mình cũng biết nữa. Thôi được rồi, mình đừng có lạm dụng cái thông tin để hát bolero. Okay, quý vị muốn nghe vào channel của Julie, channel gì nhỉ? Cái gì? Tên gì nhỉ? Fuchsia Band. Fuchsia Band. Fuchsia là cái bông hoa, cái hoa Fuchsia Band. Chị nhiều footage cho nó là hát xong rồi để cái thăm dắp này. Tâm, cảm ơn anh Triệu. Quảng cáo không công nữa. Được chưa? Thank you. Kính thưa quý vị khán giả, phần tin ngày hôm nay đầu tiên để gửi đến quý vị đó là phần tin Hoa Kỳ với Chu Linh. Tổng thống Biden và ông Trump dự tính đến thăm biên giới Hoa Kỳ-Mexico ở Texas. Tổng thống Joe Biden và cựu Tổng thống Trump dự tính đến thăm biên giới Hoa Kỳ-Mexico trong ngày thứ Năm, mở đường cho vấn đề di trú, một vấn đề quan trọng trong cuộc bầu cử năm nay. Phát ngôn viên tòa bài đấu Karen Jean-Pierre hôm thứ Hai cho biết ông Biden sẽ đến Brownsville, Texas để gặp nhân viên cơ quan tuần tra biên giới, lãnh đạo cơ quan thi hành luật pháp và địa phương. Khi ông tăng áp lực lên phía Cộng hòa phải thông qua thỏa thuận về an ninh biên giới, Tổng thống cũng sẽ chứng kiến những gì nhân viên tuần tra biên giới thực hiện hàng ngày để bảo vệ biên giới. Ông Trump sẽ đến Eagle Pass, Texas, cách đó hơn 480 km. Ông Trump sẽ phát biểu trong chuyến thăm này. Một cuộc khảo sát mới của Đại học Monmouth công bố hôm thứ Hai cho thấy hơn 8 trong 10 người Hoa Kỳ xem di trú trái phép là vấn đề quan trọng. Trong khi lo ngại về vấn đề này gia tăng giữa cử tri Cộng hòa, Dân chủ và Độc lập trong những năm gần đây, phía Cộng hòa liên tục công kích chính quyền Biden về di trú trong năm bầu cử. Đầu tháng này, các dân biểu Cộng hòa luận tội Bộ trưởng Nội an Alexandro Mayorkas vì cách ông quản lý biên giới. Nhưng phía Cộng hòa không thông qua thỏa thuận an ninh biên giới, vốn mất nhiều tháng để thương thảo. Các thượng nghị sĩ Cộng hòa chặn thỏa thuận sau khi ông Trump lên tiếng phản đối. Phía Dân Chủ cáo buộc phe Cộng hòa giả tạo thay vì hướng đến giải pháp cho cuộc khủng hoảng biên giới. Phía công tố đề nghị lệnh cấm bàn thảo công khai đối với ông Donald Trump trong vụ dùng tiền bịt miệng ở tại New York. Phía công tố đã đề nghị thẩm phán ra lệnh cấm bàn thảo công khai để hạn chế việc ông Donald Trump đưa ra bình luận công khai về nhân chứng hoặc tiết lộ danh tính của các bồi thẩm viên trong phiên xử ở tại New York của cựu Tổng thống liên quan đến khoản tiền dùng để bịt miệng trả cho một ngôi sao khiêu dâm. Đề nghị của văn phòng công tố viên Alvin Bragg cho biết rằng ông Donald Trump thường xuyên công kích nhân chứng, các nhà điều tra, phía công tố, thẩm phán và những người khác liên quan đến quy trình xét xử của ông. Ông Donald Trump sẽ ra tòa tiểu bang ở tại Manhattan vào ngày 25 tháng 3, một trong 4 vụ hình sự mà ông phải đối diện. Ông không nhận tội. Ông Donald Trump bị cáo buộc làm giả hồ sơ kinh doanh để che giấu khoản tiền 130.000 đô la mà luật sư Michael Cohen đã trả cho cô Stormy Daniels ngay trước cuộc bầu cử vào năm 2016 để cô im lặng về chuyện cô đã có quan hệ tình dục với ông Donald Trump trước đó một thập niên. Ông Donald Trump phủ nhận mối quan hệ như thế này và phát ngôn viên là Stephen Chung của ban vận động của ông Trump thì cho biết rằng nếu thi hành thì lệnh cấm bàn thảo công khai sẽ vi phạm đến quyền tự do ngôn luận của ông Donald Trump. Đây là sự can thiệp vào cuộc bầu cử. Ông Donald Trump dẫn chức cho cuộc đua đề cử của phía Cộng hòa để đối diện với Tổng thống Joe Biden trong tháng 11. Các thẩm phán có thể ra lệnh cấm bàn thảo công khai để ngăn chặn hăm dọa nhân chứng hay bồi thẩm viên hoặc để bảo vệ nhân viên tòa án khỏi các mối đe dọa. Và nếu được thẩm phán Juan Merchan chấp thuận trong trường hợp này, thì lệnh cấm sẽ cấm ông Donald Trump đưa ra bình luận hoặc là chỉ đạo cho người khác đưa ra bình luận về nhân chứng liên quan đến vai trò của họ trong vụ này. Lý
lãnh đạo đảng Cộng hòa Ronald Daniel từ chức vì áp lực từ ông Trump. Lãnh đạo đảng Cộng hòa Ronald Daniel cho biết bà sẽ từ chức trong cuộc sắp xếp lại quyền lực theo sau nhiều tuần áp lực công khai từ ông Trump. Quyết định trên phản ánh sự ảnh hưởng của cựu tổng thống đối với đảng khi ông chuẩn bị cho cuộc đối diện với tổng thống Biden trong tháng 11. Theo sau cuộc họp ngày 5 tháng 2 với bà McDaniel, trên mạng xã hội ông Trump viết rằng ông sẽ thúc giục thay đổi tại Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa RNC sau cuộc bỏ phiếu sơ bộ ở South Carolina hôm thứ Bảy vừa qua. Trong đó, ông dễ dàng thắng cựu thống đốc Nikki Haley. Một tuần sau đó, ông Trump ủng hộ chủ tịch đảng Cộng hòa ở North Carolina Michael Wadley làm chủ tịch mới của RNC và con dâu của ông là Lara Trump làm đồng chủ tịch, củng cố quyền lực của ông tại tổ chức này. Ông Wadley lặp lại cáo buộc sai lệch của ông Trump về gian lận trong cuộc bầu cử năm 2020. Bà McDaniel cho biết RNC thường trải qua thay đổi khi có một đề cử viên và bà luôn có ý định giữ gìn truyền thống này. Bà cam kết giành lại tòa bạch ốc và bầu cử phía Cộng hòa trong cuộc bầu cử tháng 11 tới. Bà cảm ơn ông Trump và nói rằng quyết định trên sẽ có hiệu lực tại cuộc họp mùa xuân của RNC ngày 8 tháng 3, 3 ngày sau cuộc bỏ phiếu đề cử ngày thứ ba Super Tuesday ở 15 tiểu bang và một vùng lãnh thổ của Hoa Kỳ. Đồng chủ tịch RNC Drew McKissick cũng sẽ từ chức. Hạ viện của Tennessee thúc đẩy dự luật để cấm tái bổ nhiệm các nhà lập pháp đã bị khai trừ. Các dân biểu của Cộng hòa tại Hạ viện Tennessee vào hôm thứ Hai bỏ phiếu để thúc đẩy một dự luật trong đó sẽ ngăn chặn chính quyền địa phương tái bổ nhiệm các nhà lập pháp tiểu bang đã bị khai trừ vì hành vi không phù hợp. Đề nghị này là một trong nhiều quy định đang được xem xét sau thủ tục khai trừ của phía Cộng hòa vào hồi tháng 4 năm ngoái đối với các dân biểu dân chủ, đó là Justin Jones và Justin Pearson. Dự luật này sẽ cấm những gì xảy ra sau đó. Ông Jones và ông Pearson đã được tái bổ nhiệm và nhanh chóng trở lại làm việc. Và tuần trước thì một luật sư của cơ quan lập pháp đã bày tỏ sự lo ngại về dự luật và nói với các dân biểu trong buổi điều trần của một ủy ban là nó đặt ra những câu hỏi hiến định và đề nghị đưa thay đổi này ra trước cử tri để sửa đổi hiến pháp. Dân biểu Johnny Garrett là người bảo trợ cho dự luật lý luận rằng hiến pháp của tiểu bang sẽ cho phép thay đổi này và siết chặt quy định về các nhà lập pháp bị khai trừ sẽ đối diện với khó khăn tại Thượng viện, nơi mà Chủ tịch Randy McNally cho biết rằng Thượng viện sẽ chờ quyết định của Hạ viện trước khi xem xét bất kỳ đề nghị nào. Dân biểu Pearson thì cho rằng đề nghị này đã vượt quá thẩm quyền và tước đoạt quyền hiến định của giới chức địa phương. Ông Jones và ông Pearson là hai nhà lập pháp da đen trẻ tuổi đã bị khai trừ vì tổ chức cuộc biểu tình tại Hạ viện vào tháng 4 năm ngoái để kêu gọi việc quản lý súng. Vài ngày sau vụ nổ súng tại một trường tiểu học ở tại Nashville đã làm cho 6 người bị thiệt mạng. Công ty điện lực Southern California Edison sẽ bồi thường 80 triệu đô la vì đám cháy rừng năm 2017. Bộ Tư pháp cho biết công ty điện lực Southern California Edison đồng ý bồi thường 80 triệu đô la để trang trải chi phí và bồi thường thiệt hại phát sinh từ đám cháy rừng Thomas năm 2017 ở rừng quốc gia Los Padres. Thỏa thuận với đơn vị của Edison International là thỏa thuận dàn xếp cháy rừng lớn nhất của chính phủ liên bang ở khu vực miền trung California và giải quyết vụ kiện bắt đầu năm 2020. Southern California Edison không thừa nhận sai phạm trong thỏa thuận dàn xếp. Đám cháy rừng Thomas bùng phát tối ngày 4 tháng 12 năm 2017, thiêu rụi hơn 280.000 mẫu, trong đó có hơn 150.000 mẫu của rừng quốc gia ở quận hạt Santa Barbara và Ventura. Hơn 1.300 công trình bị hư hỏng hoặc bị phá hủy và 2 người thiệt mạng. Theo nhà chức trách, đám cháy bắt đầu khi cây cỏ khô héo bốc cháy tại hai địa điểm do kim loại nóng chảy rơi xuống từ hai dây điện tiếp xúc với nhau, trong khi một máy biến áp trục trặc làm một dây điện khác bị đứt. Trong báo cáo hàng năm nộp ngày 22 tháng 2, Edison International cho rằng đám cháy bùng phát ít nhất 12 phút trước bất kỳ vấn đề nào liên quan đến thiết bị của công ty. Bà Gabriela Ornelas, phát ngôn viên của Southern California Edison, gọi thỏa thuận dàn xếp là giải pháp hợp lý. Southern California Edison đối diện một loạt các vụ kiện và cuộc điều tra về vai trò của công ty trong các đám cháy rừng giành lỡ đất năm 2017 và năm 2018.
Hồi tháng 9, chính quyền liên bang kiện Southern California Edison vì đám cháy rừng Bobcat tháng 9 năm 2020, một trong những đám cháy rừng lớn nhất quận hạt Los Angeles. Thống đốc California Gavin Newsom đối diện với một nỗ lực bãi nhiệm khác đối với ông. Thống đốc Gavin Newsom đối diện với một cuộc bãi nhiệm và nỗ lực thứ nhì trong vòng 3 năm qua. Nhóm hoạt động bảo thủ Rescue California cho biết là hơn 400 người tham gia chiến dịch bãi nhiệm này. Đây cũng là nhóm quyên góp tiền và thu thập chữ ký cho nỗ lực bãi nhiệm vào năm 2021. Bà Ann Dunsmore là giám đốc chiến dịch Rescue California cho biết rằng ước tính mới cho thấy tiểu bang thâm hụt ngân sách là 73 tỷ đô la. Bà cho rằng việc ông Gavin Newsom tham gia chính trường quốc gia đã cản trở ông thực hiện công việc tại tiểu bang. Ông Gavin Newsom là người đại diện hàng đầu cho ban vận động tái tranh cử của Tổng thống Joe Biden và sử dụng tiền từ siêu ủy ban hành động chính trị PAC của ông để mà công kích phía Cộng hòa về phá thai bằng các quảng cáo bên ngoài tiểu bang. Ông David McQuaid là giáo sư khoa học chính trị tại Đại học tiểu bang Sonoma đưa ra nhận xét. Thống đốc Gavin Newsom là phát ngôn viên hiệu quả của phía Dân Chủ. Việc bãi nhiệm này cũng là để phân tán sự chú ý. Ông Gavin Newsom nhanh chóng phản hồi nỗ lực bãi nhiệm mới và trên mạng xã hội X, ông nói rằng phía Cộng hòa đang phát động một chiến dịch bãi nhiệm một cách lãng phí khác để mọi người không chú ý đến cuộc đấu tranh cho dân chủ và tự do sinh sản đang diễn ra. Vào tháng 9 năm 2021, thì cử tri bác đi một cuộc bãi nhiệm ông Gavin Newsom, gần 62% bỏ phiếu để phản đối. Và cuộc bỏ phiếu đặc biệt đã làm cho tiểu bang tiêu tốn vào khoảng 200 triệu đô la và ông Gavin Newsom quyên góp được gần 75 triệu đô la để chống lại cuộc bãi nhiệm trước đó. Bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin Hoa Kỳ của Việt TV chiều nay và sau phần thông tin thương mại, chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong phần tin quốc tế.